Vâng, xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp và em là Kiên. Trong ngày hôm nay em sẽ giới thiệu với các bác một chiếc xe đạp địa hình khung nhôm thôi, nhưng mà nó là của một cái thương hiệu nổi tiếng của Mỹ, đó là hiệu Trek. Và trong cái khoảng mấy tuần trước thì em đã đánh giá với các bác một cái chiếc Trek 4300 màu xanh. Và hôm nay em lại về tiếp tục một chiếc Trek 4300 nữa, nhưng mà màu trắng đỏ rất là đẹp. Thì cái màu này nó rất là, em thấy nó phối rất là đẹp và cũng là của hãng Trek 4300, chính hãng nhập khẩu từ nước ngoài về đã qua sử dụng. Và bây giờ em sẽ đánh giá chi tiết cái chiếc xe này cho các bác xem ngay bây giờ. Vâng, và như các bác đang nhìn thấy trong khung hình đây là chiếc Trek 4300 của chúng ta. Xe địa hình Trek 4300. Về cấu hình của chiếc xe thì nó là khung nhôm. Đấy, khung nhôm, đùi đĩa Shimano 3 tầng. Bộ chuyển động là Shimano Acera. Acera thì như các bác biết thì trên Tuley, trên Lantus. Đến Acera, Acera này là đời cuối cùng, đời mới nhất là 9 lít phanh dầu. Thì như các bác đã theo dõi kênh của em thì trong những cái video trước thì em hay giới thiệu cái dòng Trek này thì bao giờ nó cũng sử dụng lốp của Bontrager, vành Bontrager, tất cả cọc yên các thứ phụ kiện của Bontrager hết. Đây là một cái hiệu và rất phụ kiện xe đạp của Mỹ, Bontrager. Cũng là các cái tem hãng của Trek, Trek tập đoàn xe đạp Trek. Rồi hiệu là hiệu con này là Trek Alpha 4300. Trek Alpha 4300. Sơn thì cực đẹp, dây là dây chui vào khung, gọi là dây âm sườn, dây chuyển số âm sườn. Trek 4300. Sơn thì em đánh giá là mới khoảng 80 mấy%, 90% đấy. Khá là mới, giảm sóc thì lực dầu, có khóa sóc trên tay. Mày ơi, tất cả vành chính hãng nguyên bản 100%. Đây trên tay thì có bộ chuyển số Acera 9 tốc độ cho bên chuyển níp và 3 tốc độ cho chuyển đĩa, phanh dầu Shimano. Chính hãng bộ ghi đông phút tăng là Bontrager luôn. Xe rất là đều đẹp, nguyên bản. Vâng, và nếu các bác quan tâm đến chiếc xe đạp mà em vừa giới thiệu thì cái giá bán em đã đề dưới cái tiêu đề của cái video. Giá bán là công khai. Và trong giá bán thì em sẽ bao ship toàn quốc cho các bác, bảo hành về đồ đạp cho các bác 1 năm. Nếu như mà các bác ở Hải Phòng thì qua em sửa miễn phí. Còn nếu như các bác ở tỉnh xa thì em sẽ gửi phụ tùng, phụ kiện về và em có hướng dẫn sửa chữa qua các cái video em đã làm sẵn. Và như các bác biết ấy, thì là em bán xe đạp cũ, cho nên là những cái xe mà em vừa giới thiệu đấy thì trong những cái thời gian mà rất là lâu thì em mới mua được một chiếc xe đẹp như vậy và hiếm như vậy. Thì nếu mà các bác nào mà quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ ngay với em và tiến hành đặt cọc hoặc trả hết tiền để sở hữu ngay chiếc xe. Em đã, đây không phải là em nói sai sự thật, và đã có rất là nhiều khách phải tiếc nuối và phải đợi rất là lâu mới có chiếc xe như họ mong muốn, hoặc là các bác khách đó là phải lấy những cái chiếc xe khác mà không được ưng ý, chỉ 8/10 so với những cái chiếc xe mà các bác đã được xem trước nhưng mà không tiến hành sở hữu em đó ngay, cho nên là rất là tiếc nuối. Thì em này em bán đồ cũ cho nên số lượng chiếc xe chỉ có 1 chiếc, và được những cái chiếc đẹp như này thì em phải tuyển lựa rất là nhiều ở những cái bãi xe ở bên nước ngoài, sau đó là tiến hành gửi máy bay về. Cho nên là để mà có những cái chiếc xe đẹp mà em vừa trình bày như lúc nãy thì rất là hiếm, và các bác muốn sở hữu em xe này thì liên hệ ngay Zalo với em và để sở hữu em đó. Và ngoài ra nếu như mà dành cho các bác nào mà ở tỉnh xa thì các bác có thể mua xe của em qua một số hình thức sau. Đó là: một, các bác có thể bắt xe khách
hoặc là lái xe riêng đi đến Hải Phòng và tới nhà em mua. Hai là các bác có thể chuyển hết, chuyển cọc thấp nhất là 500.000 thì em sẽ tiến hành ship qua cái dịch vụ của bưu điện, thì bưu điện sẽ chuyển tới nhà các bác và người bưu tá sẽ thu lốt số tiền còn lại. Khi mà các bác có chiếc xe đã đến cửa nhà các bác thì các bác được quyền mở hộp xe đạp ra kiểm tra xem có đúng xe ở trên video hay là ở trên Zalo mà các bác đã thỏa thuận với em trước khi mua không, và các bác giả lốt số tiền còn lại cho người bưu tá. Và cách thứ ba là các bác sẽ chuyển hết tiền, thì em sẽ có những cái món quà dành cho các bác chuyển hết tiền, đó là em sẽ tặng full phụ kiện của em dành cho các bác chuyển hết tiền ở tỉnh xa để mua xe, gồm có full phụ kiện, gồm có chắn bùn, một số những cái giỏ phụ kiện đây em cứ mua sẵn để em dành tặng các bác chuyển hết tiền để mua xe ở tỉnh xa, chắn bùn, túi để đồ, khóa dây, đèn nháy, chuông, thì tùy theo có những cái xe lắp được cái này, không lắp được cái kia, giá bình nước và một số thứ khác thì tùy theo, có thể là xe lắp được chiếc này không lắp được chiếc kia thì các bác có thể nhắn tin Zalo với em để em có thể tư vấn được những cái phụ kiện lắp thêm khi các bác thanh toán theo hình thức là chuyển khoảng 100%. Về uy tín của em thì các bác có thể vào Facebook tìm Kiên Xe Đạp để em có một cái album tất cả những cái khách hàng đã mua xe của em. Cũng dạo gần đây thôi em mới tạo cái album này, còn trước kia em bán cũng rất nhiều khách hàng nhưng mà em không có lưu lại. Thì các bác có thể tham khảo thêm về cái uy tín của Kiên Xe Đạp. Vâng, và nếu các bác quan tâm đến những cái chiếc xe đạp mới, bởi vì xe đạp của bên em thì bán rất là nhiều, một tháng doanh số của bọn em có thể lên đến khoảng trên dưới 100 chiếc xe, thì các bác muốn tham khảo những cái chiếc xe mới về liên tục, cập nhật liên tục, thì các bác có thể tìm Kiên Xe Đạp ở trên Facebook và ấn kết bạn với em. Ở trên YouTube các bác có thể tìm Kiên Xe Đạp và ấn đăng ký kênh. Ngoài ra em còn bán đồng hồ đeo tay Nhật bãi, Thụy Sĩ, Nga. Nếu mà các bác quan tâm thì hãy lên YouTube và Facebook tìm Kiên Đồ Cũ để mà xem những cái mẫu đồng hồ đó. Vâng, và hẹn gặp lại các bác trong những cái video lần sau.